Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Fast Car, trung tâm mua bán xe ô tô được qua sử dụng, và mình là Ngọc Mai. Hôm nay Mai có một chiếc xe, đó là Toyota Yaris nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc nha. Xe này thì một chủ sử dụng từ đầu luôn các anh chị, đời 2011. Và đi đến nay là được khoảng tầm 100.000, tính ra một năm đi khoảng 10.000 là không có nhiều đâu các anh chị. Xe một chủ sử dụng từ đầu luôn và rất là đẹp nha. Bây giờ mời các anh chị đi một vòng quanh xe nha. Mình xem thử cái chất xe rồi Mai sẽ cho các anh chị giá bán ha. Xe này nước sơn màu đỏ còn rất là mới, khá là liền lạc ha. Hiện tại xe đi được khoảng 100.000 km và bên Mai đang giá bán với giá là 348 triệu. Xe này đời 2011 nên bên Mai hết hỗ trợ trả góp được rồi. Các anh chị mua thì mình mua tiền mặt ha. Xe này động cơ của nó là 1.5. Toyota Yaris thì cũng khá là quen thuộc với các anh chị rồi. Bây giờ mình sẽ đi sâu vào chi tiết xe hơn một chút xíu nhé. Nước sơn màu đỏ. Nước sơn màu đỏ còn cũng có chạy xước rồi nha. Từ đời 2011 thì mình không thể yêu cầu xe mà chưa có dặm tút, không có chạy xước được, tại vì đi cũng khá là lâu rồi ha. Nhưng mà còn cũng đã được 70-80%. Các chị xem giúp Mai đăng kiểm và đường bộ ha. Xe này còn đăng kiểm và đường bộ tới tháng 4 năm 2022. Mình kiểm tra độ heo mòn của lớp nha. Xe này thì chủ đã thay cho mình 4 vỏ rồi. Mới lên 4 vỏ ha. Đi còn khá là sâu nè. Mâm của mình R này là mâm 15 nè. Ở đây nét vỏ nó lật vô trong rồi ấy, mà không có thấy được nét vỏ ở đây. Chắc là để lát nữa kiểm tra phía sau cho các anh chị nha. Gương chiếu hậu của mình có ốp cái phần inox này nè. Có dán gương dán kiến này nè. Các anh chị kiểm tra giúp Mai kêu chị nha. Xe này thì Mai thấy chủ xe trang bị khá là đầy đủ rồi, nên là các anh chị lấy xe này về đi thôi, chứ cũng không cần phải trang bị gì thêm đâu. Kêu chị có nguyên zin nha. Ốc chân cửa trước, ốc chân cửa sau còn nguyên zin. Đó. Rồi các anh chị xem giúp Mai chân cửa phía ốc chân cửa phía sau nè. Không có dấu hiệu tháo mở nha các anh chị nha. Không có dấu hiệu tháo mở nha. Nó có dơ, đó là dấu hiệu của thời gian thôi các anh chị. Để xem thử ở đây có nét vỏ không nha. Đây, từng cái 28 của 2019, vỏ này cũng mới thay thôi. Còn đi được cũng một thời gian nữa các anh chị. Xe này đã có cho mình là 4 cái cảm biến sau nè. Rồi, mình kiểm tra cốp nha. Ở đây thì mình thấy cốp cũng khá là sạch sẽ. Cái tấm trắng của cái lớp dự phòng nè, là loại nhựa cũng khá là xịn đó các anh chị. Đây, vỏ dự phòng của mình ha. Này là nó, cái mâm này nó là mâm đúc hợp kim nhôm giống ở ngoài luôn. Các anh chị biết sao có cái màu này không? Tại vì xe này là xe Bình Phước, ở Bình Phước thì mình là đất đỏ nên nó có cái màu của đất đỏ đó các anh chị. Các anh chị kiểm tra giúp Mai ốc cốp nha. Và kêu chị cốp luôn ha. Rồi. Kiểm tra thì kiểm tra cho các anh chị vậy thôi, chứ xe bên Mai thì cam kết cho các anh chị không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ hộp số nha. Các anh chị đi vô mình kiểm tra phần nội thất luôn nha. Nội thất của mình màu ghế da, màu xám kem. Thì nó cũng còn khá là căng bóng, khá là mới. Chỉ có ghế tài thì cũng có dấu hiệu của thời gian, cũng có gấp gãy chút xíu. Nhưng mà bên đằng ghế sau và ghế phụ thì còn rất là mới nè. Ghế da luôn rồi, có lót sàn simili cho mình luôn. Có táp bi sàn ở trên luôn nha. Rất là sạch sẽ ha. Đây cho các anh chị xem phần cái bệ tì tay này nè. Cũng rất là sạch sẽ, rất là mới, chứ không có bị trầy xước gì nhiều hết nha. Anh chủ của mình cũng có ốp inox nè. Ốp inox những cái chỗ như thế này nè. Rồi mình đi lên phía trên khoang lái ha. Xe này sử dụng chìa khóa cơ, có hai cái nút bấm mở và khóa cửa ha. Để Mai đè máy lên cho các anh chị. Tại vì máy thu bằng micro, nhưng mà có thể là xe này cũng rất là êm nên là các anh chị cũng không nghe được tiếng máy đâu. Lát nữa mình sẽ để máy luôn ra phía trước mình kiểm tra nha. Ở đây mình thấy có đầu CD rồi nè. Có đầu CD cho các anh chị rồi ha. Các cái nút bấm ở trên này thì cũng còn rất là mới, không có bị mờ. Cái vô lăng thì cũng có dấu hiệu thời gian rồi, có bị tróc ở đây nè các anh chị. Đó. Ở bên đây cái hệ thống điều hòa của mình nè. Thiết kế này thì cũng khá là cơ bản ha. Xe này đi được 101.000 km đây. Các anh chị xem nha. Cái thiết kế mà cái mặt ở phía bên này nhìn nó hơi khó chịu, nó không có quen mắt lắm ha. Ở trên này anh chủ của mình cho mình cái tấm thảm táp lô rồi nè. Chung xe này thì cơ bản xài khá là đầy đủ. Rồi bây giờ các anh chị ra phía trước mình kiểm tra phần động cơ nha. Những chiếc xe mà đời 2010 khoảng là 2000 trở đi thì mình nên kiểm tra kỹ phần động cơ ha.
tàu à? Rồi, đầu tiên các anh chị kiểm tra giúp Mai phần ốc lắp cabo nha. Và keo chỉ ốc lắp cabo còn nguyên nè, không có dấu hiệu tháo mở, keo chỉ nguyên zin. Ốc máy nè, ốc máy nó sét nè các anh chị, sét nhưng mà nó vẫn còn dấu sơn từ nhà máy nha. Rồi, ốc máy nè, các anh chị kiểm tra giúp Mai nha. Xe bên Mai thì cam kết không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ hộp số, các anh chị yên tâm. Đây, cho các anh chị xem ở trên này. Ở đây Mai có hai cái tem từ nhà máy, cái logo của Toyota nha. Nếu mà để dập lại thì không có những cái tem đó đâu các anh chị. Nếu để dập lại làm lại thì không có mấy cái tem như vậy đó. Rồi các anh chị nào quan tâm dòng xe này thì liên hệ ngay với Mai ha. Rồi Mai nhắc lại thông tin xe này một lần nữa ha. Đây là Toyota Yaris đời 2011, xe số tự động phiên bản 1.5 nha. Các anh chị xe này thì bên Mai đã hết hỗ trợ ngân hàng rồi. Các anh chị mua xe này tiền mặt nha. Các anh chị đang tìm dòng xe như thế nào thì hãy liên hệ với Mai, comment nhu cầu của các anh chị phía dưới hoặc là inbox cho Mai là anh ơi, em ơi, anh chị đang tìm cái xe như thế nào đó thì Mai sẽ hỗ trợ cho các anh chị nha. Rồi cảm ơn các anh chị đã theo dõi đến cuối video. Nếu thấy thích thì cho Mai xin một like, comment ý kiến của các anh chị hoặc share video này cho người thân của mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo.